Tôi giới thiệu với các bạn đây là cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây là quang cảnh chung. Sân bay Cam Ranh Khánh Hòa. Là cả không thực tế cảm thấy rất đẹp rộng. Hôm nay là có việc mình đón đoàn tại Nghệ An tại Nha Trang. Đấy, thì mình đã đón các bạn. Đấy là đường băng. Đây là máy bay Bamboo Airways như của bậc quyệt đó, vẫn đang còn bay không. Thời tiết bây giờ tại Nha Trang là mưa. Đây là đường vào chỗ trả khách, đón khách. Đây là cổng vào. Quang cảnh chụp trong nhà chơi.